Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Quân đội Israel cho biết lực lượng đã vừa sát hại nhầm 3 con tin do các binh sĩ nhầm lẫn khi xác định họ là mối đe dọa trong cuộc chiến ở dải Gaza. Theo Reuters, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết quân đội Israel đã giết nhầm 3 con tin đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza, gồm Yotam Haim, Samer Talanka và Alan Samrit trong cuộc giao tranh với Hamas ở Gaza. Quân đội Israel đã bày tỏ lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, đồng thời tuyên bố sẽ có sự minh bạch hoàn toàn trong cuộc điều tra về vụ việc. Diễn đàn gia đình con tin và người mất tích, đại diện cho gia đình các con tin cũng bày tỏ lời chia buồn và xác nhận danh tính của 3 con tin thiệt mạng nói trên. Tiết lộ về vụ sát hại con tin được đưa ra khi Mỹ ám chỉ sự bất đồng với Israel về việc giảm quy mô xung đột ở Gaza. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, hiện đây là chủ đề thảo luận chuyên sâu giữa Mỹ và các đồng minh. Giao tranh dữ dội trên bầu đã mở rộng trong tháng này trên khắp chiều dài dải Gaza và các tổ chức viện trợ phải cảnh báo về một thảm họa nhân đạo. Hồi đầu tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ của quốc tế vì các cuộc không kích bừa bãi giết chết dân thường. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã đến Israel trong hai ngày 14 và 15 tháng 12. Các quan chức Mỹ cho rằng chuyến đi mang thông điệp tới Israel nhằm giảm quy mô chiến dịch quân sự trên diện rộng và chuyển sang các hoạt động có mục tiêu hẹp hơn chống lại các nhà lãnh đạo Hamas. Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang căng thẳng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hiệu lực. Số người thương vong trong các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn đang không ngừng tăng lên từng giờ. Theo hãng tin CNN, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 vừa thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza. Nghị quyết được thông qua tại phiên họp khẩn cấp thứ 10 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về khủng hoảng Gaza. Tại phiên bỏ phiếu, nghị quyết do Ai Cập, đại diện cho nhóm các quốc gia Ả Rập, bảo trợ nhận được 153 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 23 phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi các bên ngừng bắn vì nhân đạo ở Gaza và trả tự do vô điều kiện cho các con tin ngay lập tức. Đại sứ Ai Cập Osama Mamou Abdel Khaled Mamou tuyên bố việc thông qua và thực thi nghị quyết này chỉ nhằm bảo vệ tính mạng cho người dân vô tội. Các điều khoản bổ sung của Áo và Mỹ vào bản nghị quyết, trong đó lên án trực tiếp lực lượng vũ trang Hamas đã không nhận được số phiếu ủng hộ cần thiết. Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục bế tắc trong việc tìm kiếm một hành động thống nhất nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Chủ tịch Dennis Francis cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang ngày càng nghiêm trọng, đồng thời một lần nữa yêu cầu các bên ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách là chấm dứt mọi hành động bạo lực và thù địch nhằm vào dân thường vô tội. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc ước tính một nửa trong tổng số 2,3 triệu người ở dải Gaza đang thiếu lương thực kể từ khi xung đột nổ ra từ ngày 7 tháng 10. Trung tâm vệ tinh của Liên Hợp Quốc UNOSAT cho biết 18% cơ sở hạ tầng của Gaza đã bị phá hủy kể từ khi xảy ra cuộc xung đột. Trong diễn biến khác, theo hãng tin Reuters, phát biểu tại sự kiện gây quỹ tranh cử ở Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định Israel đã bắt đầu đánh mất sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế sau khi nước này ném bom vào dải Gaza, khiến hàng nghìn người Palestine thiệt mạng. Tổng thống Biden cũng cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần thay đổi chính phủ theo đường lối cứng rắn hiện nay của Israel. Theo ông, chính phủ Israel không muốn giải pháp hai nhà nước, hướng đi mà Washington đã kêu gọi thúc đẩy sau khi xung đột Hamas-Israel nổ ra. Ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc, yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến tại dải Gaza cho đến khi giành được thắng lợi trước Hamas. Đồng thời, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen tuyên bố cuộc chiến tại dải Gaza sẽ vẫn tiếp tục dù có hoặc không có sự hỗ trợ của quốc tế. Theo một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc công bố trước đó, thiệt hại kinh tế của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza đối với các nước láng giềng Ả Rập bao gồm Lebanon, Ai Cập và Jordan có thể lên hơn 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và đẩy hơn 230.000 người vào cảnh nghèo đói. Hãng Reuters dẫn kết quả một cuộc khảo sát cho hay hầu hết người dân Israel không muốn quân đội nước này dừng cuộc tấn công vào Hamas, cho dù con số dân thường Palestine và binh lính Israel thiệt mạng do cuộc xung đột ngày một tăng. Lực lượng Israel gần đây đã bắt đầu thử nghiệm làm ngập các đường hầm sau khi vận chuyển hệ thống máy bơm lớn vào dải Gaza từ tháng trước. Tờ Wall Street Journal cho hay việc làm ngập hoàn toàn hàng trăm dặm đường hầm và hầm trú ẩn bên dưới Gaza dự kiến sẽ mất vài tuần.
báo chí quốc tế mới đây đã đưa tin rộng rãi về kế hoạch làm ngập các đường hầm ở Gaza bằng nước biển. Theo tờ The Telegraph, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã thiết lập 5 máy bơm để làm ngập mạng lưới đường hầm nơi các tay súng Hamas đang ẩn náu và giam giữ con tin. Ngày 12 tháng 12, các quan chức Mỹ cho biết hoạt động bơm nước biển đã diễn ra. Theo tờ Wall Street Journal và kênh ABC News, các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ rằng đường hầm ngập nước đã bắt đầu đẩy các tay súng Hamas ra khỏi đường hầm và quá trình này có thể mất vài tuần. Mặc dù vậy, một số người bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của biện pháp bơm nước biển. Theo kênh Al Jazeera, không ai ngoại trừ Hamas biết chắc chắn các đường hầm có cấu trúc như thế nào, nhưng nhiều video cho thấy mạng lưới này có cửa khóa kín nước, nên có khả năng Hamas có thể bảo vệ các phần mạng lưới bằng cách đóng các đoạn đường hầm đi qua các đoạn bị ngập. Kế hoạch bơm nước biển của Israel cũng không dễ thực hiện. Sẽ cần khoảng 2 triệu lít nước để làm ngập 1 km đường hầm dựa trên giả định đường hầm cao 2 m, rộng 1 m. Nhưng con số đó lên chiều dài hệ thống đường hầm ước tính 400 km, công việc bơm nước biển sẽ không hề đơn giản. Israel cần các máy bơm và đường ống kéo dài từ bờ biển đến lối vào đường hầm. Đây là một khoảng cách không hề ngắn, và các đường hầm này nằm cách xa bờ biển. Bản thân máy bơm và hệ thống đường ống sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Hamas. Trong khi đó, ông Tamer Kamal thuộc Viện Nghiên cứu sau Đại học Doha cho rằng việc làm ngập mạng lưới đường hầm Hamas bằng nước biển sẽ gây ra hậu quả tàn khốc đối với môi trường và tầng ngầm nước trong khu vực này. Ông nói với kênh Al Jazeera, trong lịch sử kể từ khi thành lập Israel, Gaza từng có một con sông quan trọng gọi là sông thung lũng Gaza chảy qua Gaza. Israel đã cắt dòng chảy của con sông này và tước đi nguồn nước uống chính của Gaza. Do Gaza là một khu vực rất nhỏ với 2,3 triệu dân, nguồn nước đã bị khai thác quá mức, chất lượng nước uống thật sự rất tệ và đầu mặn là một vấn đề thực sự. Người dân Palestine đang tuyệt vọng vì thiếu nước. Nước là đường sinh mệnh quan trọng cho Gaza và nhiều người lo ngại rằng dòng nước biển tràn vào các đường hầm dưới lòng đất sẽ chỉ càng khiến nguồn cung cấp nước đang dần cạn kiệt của khu vực này bị ô nhiễm và nhiễm mặn. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, 96% nước trong tầng ngầm nước ngầm duy nhất của Gaza không phù hợp để có người sử dụng. Báo cáo này cho biết, ba nhà máy khử mặn nước biển vốn có thể sản xuất lượng nước đáp ứng khoảng 7% nhu cầu nước sạch của Gaza đã bị gián đoạn. Ba đường ống từ Israel cung cấp khoảng 13% nhu cầu nước của Gaza và hệ thống 300 giếng khoan từ tầng ngầm nước bên dưới Gaza được các cơ sở khử mặn xử lý. Nhà khoa học Elon Ada tin rằng nếu vài triệu mét khối nước biển được bơm vào các đường hầm và thấm vào tầng ngầm nước, tác động tiêu cực đến chất lượng nước ngầm sẽ kéo dài trong nhiều thế hệ, tùy thuộc vào lượng thấm vào lòng đất. Những người khác lo lắng về những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, ô nhiễm đất và hệ sinh thái tổng thể trong khu vực do kim loại dưới lòng đất gây ra. Nhiều người cũng lo sợ điều gì sẽ xảy ra với những người bị giam giữ trong đường hầm nếu các đường hầm bị ngập. Israel cho biết trên 130 con tin vẫn còn ở Gaza. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.